Hello, xin chào các bạn nhé. Mặc dù là có nhiều người, có nhiều YouTuber cảnh báo cái xe VinFast, trong đó có tôi và có rất nhiều người nữa. Thế mà vẫn còn có người để đặt tình yêu đất nước vào trong một chiếc xe VinFast của Phạm Nhật Vượng. Thôi họ đặt kệ họ nha, họ đặt kệ họ không sao. Tùy mỗi người đúng không? Thì trong những người như vậy các bạn, bây giờ có cái thông tin là có một vị bác sĩ ở Hà Nội cũng đặt cái tinh thần dân tộc vào chiếc xe VS8. Sau khi lấy về một tuần lại có sự cố và phàn nàn. Phàn nàn coi như là gửi thư lên VinFast rồi họ trả lời một cách rất là chung chung. Bực mình viết lên Facebook để mà cảnh báo nhiều người giống như tôi đang cảnh báo các bạn vậy đó, thì bị báo cáo Facebook, biết ai báo cáo nữa, chặn tài khoản luôn. Chặn 2 ngày 3 ngày gì đó. Bây giờ tôi chia sẻ các bạn nha, cái tin này rất là mới các bạn. Gửi support.vn a@vinfastauto.com từ một người bác sĩ. Đã chụp luôn cái email luôn ha, đưa bằng chứng nha. Đó, hay các bạn, tôi nói gì tôi có bằng chứng hẳn hoi nhé. Bác sĩ gửi cho tôi đó, bác sĩ gửi cho tôi nhé. Tôi cảnh báo rồi mà không chịu nghe. Thôi bây giờ lỡ rồi, bây giờ tôi còn cảnh báo nhiều người khác các bạn. Bây giờ tôi đọc các bạn nghe các bạn nha. Đề nghị VinFast có phương án rõ ràng khắc phục với sản phẩm lỗi. Tội nghiệp các bạn. Đại diện công ty VinFast. Hay. Tôi Lê Tuấn Linh là khách hàng đã mua xe VinFast. Mở ngoặc ra, thông tin của tôi được gửi kèm ảnh dưới chụp từ app của VinFast. Đóng ngoặc lại. Tính đến hôm nay, tôi đã mua xe VF8 được khoảng một tuần, nhưng xe lỗi liên tục. Hai lần gọi cứu hộ do sập pin, ắc quy. Một vài lần khác được hướng dẫn tự tháo ắc quy. Mà tự tháo ắc quy. Tự đi sạc ắc quy. Kỳ vậy, mua xe mới mà tự tháo tự sạc. Hoặc không tắt được máy thì đi đâu xa xa tầm 10 phút rồi quay lại thì nó tự tắt. Mày xe gì lạ vậy. Hơn nữa là bên service trả lời cứ chấp nhận đi. Service như kỳ vậy, vì chưa có được phương án khắc phục. Bỏ tay. Lịch sử xe bên hãng hoàn toàn có thể kiểm tra trên hệ thống. Với những lỗi này, tôi thấy không thể chấp nhận được cho một chiếc xe mới. Cái người sử dụng này nói giống như tôi, xe mới không thể chấp nhận được cái chuyện này. Nó cũng đã ảnh hưởng đến việc đi làm của tôi. Tội nghiệp chưa? Cũng như quyết định bán xe cũ của tôi, gây ra những thiệt hại nhất định. Cái bác sĩ này là bán xe cũ và mua chiếc VF8 xe mới vì anh ta đặt cái niềm tự hào dân tộc, vì cái tinh thần dân tộc vô cái xe này. Vì vậy tôi đề nghị VinFast giải quyết dứt điểm cho tôi theo một trong các hướng sau. Chấm. Đưa một chứng lại nha, phải tôi đọc bậy đọc bạ các bạn. Các bạn có đọc có thử có giống như tôi đọc không? Không phải tôi nói bừa, không phải tôi nói oan cho VinFast các bạn. Đây là cái email của một vị bác sĩ gửi cho công ty VinFast. Đúng không? Tôi đọc y chang vậy các bạn. Đây là tôi đọc bài nha, không phải tôi phân tích gì, tôi mới đọc thôi. tiếp tục. Vì vậy tôi đề nghị VinFast giải quyết dứt điểm cho tôi theo một trong những hướng như sau. Chậm. Thứ nhất, sửa dứt điểm và cam kết không để xảy ra các lỗi đây nữa. Cái này hơi gay, không ai dám cam kết hết trơn. Mà xe thì ở đất khởi mà ai dám cam kết các bạn. Thứ hai, đổi xe khác.
đổi xe mới. Cách này thì có thể làm được đúng không? Nhưng mà đổi xe khác rồi nhiều khi nó còn bị như xe cũ. Cách thứ ba này, hủy hợp đồng mua bán và hoàn toàn bộ chi phí tôi đã bỏ ra. Đó, cách này được, cách này ngon này, Được biết VinFast là công ty tiên phong và mang trong mình một hình ảnh đại diện cho Việt Nam. Tôi thiết nghĩ VinFast cần tôn trọng các yêu cầu hợp lý của những khách hàng đã dám lựa chọn VinFast. Thank you. Coi như là anh này là anh đưa ra ba cái trường hợp mà đề nghị VinFast sửa. Thứ nhất á, tôi tóm tắt các bạn. Thứ nhất á, là sửa dứt điểm và cam kết không xảy ra lỗi nữa. Tức là cái này khó các bạn. Cho dù thợ giỏi tới đâu nữa, họ cũng thể cam kết được. Tại vì cái xe này nó bá đảo, thợ nó chỉ quá. Cái thứ hai, đổi xe khác. Tôi thấy cũng khó. Đổi thì vẫn có đổi được, nhưng mà đổi xe khác nó cũng y như rứa ha, cũng vũ như cẩn vẫn như cũ ha. Cách thứ ba ngon này, hủy hợp đồng mua bán và hoàn toàn bộ chi phí tôi đã bỏ ra. À, cái này được, và cái anh bác sĩ này anh cũng khôn quá, anh lòng vô một câu nữa, câu này rất là hay các bạn. Được biết VinFast là công ty tiên phong và mang trong mình một hình ảnh đại diện cho Việt Nam. Tôi thiết nghĩ VinFast cần tôn trọng các yêu cầu hợp lý của khách hàng đã dám lựa chọn VinFast. À, như vậy anh này là anh bán xe cũ, anh dám lựa chọn công ty VinFast, bây giờ mới chạy một tuần thôi bị lỗi tùm lum tùm la. Bị lỗi mà không thể chấp nhận được với một chiếc xe mới như vậy. Mà cái điều này tôi đã trình bày các bạn không biết bao nhiêu lần. Sau khi mà gửi email xong thì VinFast trả lời. À, trả lời nha, không biết bao nhiêu ngày trả lời tôi không biết, mà có trả lời là các bạn nghe. Đây. Trả lời nha, cái này mới nha, trả lời vào ngày 27 tháng 4 năm 2023 vào lúc 18 giờ 3 phút, chiều làm nha. Thank you for contacting customer service center. Đây, kính gửi quý khách hàng. Đây. Yeah, mình phải trả lời đàng hoàng nha. Không biết bao nhiêu ngày trả lời tôi không rõ nhưng mà có trả lời. Được chưa, đây. À, thấy yeah, bây giờ tôi đọc các bạn. Bây giờ tôi đọc y chang luôn mà tôi không thêm không bớt. Trung thực. Yeah. Kính gửi quý khách chấm vô thang ký cập. Cảm ơn quý khách đã gửi thông tin tới trung tâm chăm sóc khách hàng VinFast. ngon. Yêu cầu của quý khách đã được tiếp nhận thành công với mã số, có mã số nữa nha, 0353 1744. Được coi lại nha. Tôi nói gì tôi đưa đàng hoàng các bạn. Tại vì mỗi người coi như phàn nàn là có một cái mã số riêng. Được chưa. Tôi nói gì nó bằng chứng đàng hoàng, phải nói bứa. Nội dung yêu cầu đề nghị VinFast là phải có phương án rõ ràng khác. Xin lỗi, nội dung yêu cầu đề nghị của VinFast phải có phương án rõ ràng khắc phục với sản phẩm lỗi. Chuyên viên chăm sóc khách hàng của VinFast sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất. Mà thời gian sớm nhất bao nhiêu thì không biết. Cái này nó mới chết. Này. Trân trọng, trung tâm chăm sóc khách hàng VinFast hotline. Lưu ý đây là email tự động, quý khách vui lòng không phản hồi email này. Email tự động. Mà email tự động mới đau chứ. Đâu phải người đâu, nó viết sẵn rồi á. Thế là ai gửi tới nó quất lại thế này. Mà tầm xàm tầm đế. Có tiếng Anh nữa, tự động tiếng Anh luôn này. Dear value customer. Thank you for contacting VinFast Customer Service Center. Your request has been successfully received a code number. Đây tiếng Anh đàng hoàng nha. Đây. Tự động. Bây giờ hứa trời đất hỡi này. Nội dung như là đề nghị khách hàng có phương án rõ ràng khắc phục với lỗi sản phẩm, mà chuyên viên chăm sóc khách hàng của VinFast sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất. Không sớm nhất biết bao nhiêu ấy, biết bao lâu ấy. Mà tầm xàm tầm đế. Này các bạn coi này, xe này mới mua tuần, bây giờ kéo đi sửa đi sửa lại mấy lần biết này. Hướng dẫn khách hàng tự tháo, mua xe về tự tháo từ mở ắc quy ra bán đạo. Sau đó ông này bức xô các bạn, ông chịu không nổi. À, và ông đóng góp một phần trách nhiệm của mình cho cộng đồng mạng bằng cách là anh lên Facebook, anh viết để cho những người khác mà đang có ý định mua xe VinFast
thì phải đề phòng. Ảnh lên Facebook ảnh viết như sau, là có bằng chứng hàng hoa nha, Lê Tuấn Linh nha, cách đây 5 ngày. Viết cái status xong rồi kèm hình ảnh, rồi kèm thích cái lá thư, kèm cái email mà gửi cho VinFast nữa. Bây giờ tôi đọc anh chia sẻ cho cộng đồng mạng nha. Anh chị em ai có ý định mua xe điện VinFast thì đừng mua vội nhé. Được. Kinh nghiệm của bản thân .. Mua xe một tuần, hai lần gọi cứu hộ do sập pin ắc quy, một vài lần khác được hướng dẫn tự tháo ắc quy, tự đi sạc ắc quy. Hoặc là không tắt được máy thì đi đâu xa xa tầm 10 phút rồi quay lại nó tự tắt. Xe gì lạ vậy. Hơn nữa là bên service trả lời cứ chấp nhận đi vì chưa có phương án khắc phục. Này service gì lạ kỳ vậy. Không thể chấp nhận được một chiếc xe mới, cảm giác như bị lừa. Từ ai rảnh tiền, rảnh thời gian, muốn mua chiếc xe về để hầu. Tôi đưa lại các bạn qua, phải tôi đọc bậy đó nha. Phải tôi đọc bậy các bạn, tôi đọc y chang vậy luôn. Coi như họ viết sao tôi đọc y chang vậy. Được chưa? Thì khi anh bác sĩ này anh viết như vậy thì có những cái lời bình luận thế này, đọc luôn. Đây, tài khoản Lê Tuấn Linh nha. Đây, Lê Tuấn Linh. Đó, hay như các bạn thấy không? Bác sĩ Lê Tuấn Linh đó nha, bệnh viện gì đấy, đại học y nha. Thấy chưa? Các bạn tự đọc nó nha, do tôi muốn nêu tên, muốn nêu thông tin khách hàng, nêu thông tin người ta ra làm gì. Đó, để tôi chứng minh á, là cái Facebook này là của chính chủ chứ không phải là tầm bậy tầm bạ. Yeah. Bây giờ tôi đọc bình luận của bạn bè của anh này. Cười lắm. Nguyên Vũ. Bình luận nha. Đọc nha. Nguyên Vũ này, yêu nước thì phải chấp nhận. Ai kênh cười. Yêu nước nồng nàn, người khác. Người khác này nè, chưa gì đã kêu toán lên rồi phải yêu nước nồng nàn thêm chút nữa. Người khác này, khách hàng hôm nay bị cáo vì tội dìm hàng viết ngày mai. Chính xác nha. Bác cẩn thận sẽ có công an gõ cửa bác vì tội trốn thuế. Bán nhanh còn kịp. Cũng học Nguyễn Gia Thiều kìa. Tiếp tục. Trước vụ YouTuber gì đó bị mời mua xe còn nói là yêu nước, còn sau đó thì ngu thì ráng chịu. Xưa nhiều người nói rồi mà chắc bác cũng cho họ là bác que phản động, tôi nghĩ vậy. Thật phẩm quá phải ngào nghễ mãnh liệt tinh thần Việt Nam chứ. ngon. Ngu thì ráng chịu, yêu nước chứ đừng yêu tiền. đau khổ. Mấy anh bác sĩ này chia sẻ mọi người nói kiểu này chắc dễ đồn thổ quá các bạn. Là cái người này chửi nặng này. Đồ miên ngu thôi. Đăng cái con xe. Mua xe là vì yêu nước, còn chất lượng thì miễn bàn nghe chưa. Đề nghị bỏ tù thằng này. đây. Huỳnh Phương nha, gần cuối cùng nha các bạn. Phải tôi đọc bậy đó nha. Phải tôi đọc bậy, bạn này viết hơi tục tiểu một chút mà tôi like hơi qua một chút. Đợi gì đây nữa. Đó là tính năng riêng của VinFast, phải tự hào về vấn đề đó, vì khó có xe nào mà giống vậy. Bá đạo các bạn. Thì sau khi mà đăng lên Facebook để chia sẻ cho bạn bè, bị bạn bè nó giả không ra cái gì hết, và các bạn, tài khoản của bạn bị hạn chế trong 2 ngày, bị báo cáo liền các bạn. Tài khoản của bạn đã có hoạt động vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi nên bạn không thể làm việc như bình thường. Bị báo cáo liền. Người ta chia sẻ con xe điện VinFast là bị báo cáo liền. Các bạn thấy một cái xã hội nó dễ sợ các bạn. Bị khóa tài khoản 2 ngày. Ngã ngậm chưa. Tiếp tục nha, tôi có được cái
tôi có đưa cái bài này lên cái community ấy, thì có nhiều bạn bình luận. Tôi lướt lướt qua thử nha, vui lắm. Đây nè, đây tôi có đưa cái bài này ngay cách đây 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ tôi đọc bình luận của khán giả tôi nha. 54 bình luận. Không có đọc hết các bạn nha, tôi lựa cái bình luận nào mà khác khác như hồi nãy tôi đọc, tôi bình luận các bạn nghe. Bạn này nói này, bạn gì meo meo Australia. Nói thế này đây, BK75 lừa BK75, vui nhỉ. Bạn khác Mr. Bean này, Mr. Bean, Big Pin vậy đây, US này, làm ra một chiếc xe điện khó nhất không phải là mô tô, cũng không phải là cục pin, mà là phải có hệ thống điều hành tốt mới ứng dụng được để cho chiếc xe hiểu và chạy được. VinFast nên tập về làm xe đồ chơi trước bằng pin rồi mới sản xuất xe thật. Hay ý kiến hay. Tiếp tục này, Phạm Nhật Vượng chắc nghĩ rằng làm xe hơi điện giống như làm mì ăn liền. Tội nghiệp những người mua xe VinFast. Thứ người khác này, ở xứ xã hội chủ nghĩa chê xe báo công an bắt, chê xe khóa Facebook phạt 7 triệu ha ha. Đây, đầu tiên nha, tôi đưa lên đầu tiên để các bạn dễ kiểm chứng những gì tôi đọc. Tội nghiệp đám hầm ngư, có bài học đây rồi mà vẫn đâm đầu vào. Một bạn khác này, cũng hên là chiếc xe VinFast mới bị kéo đi thôi, chứ nó mà bốc cháy thì ôi thôi khó lường. Bạn khác này, nói thật nha, những ai có và đang có ý định mua VinFast thì nên tỉnh táo lại. Khi bộ não của xe VinFast bị điên, nó còn có một chức năng nữa là tự cháy. Hay vô cùng. Bác sĩ này chắc mua bằng nên mới mua VinFast. Cả thế giới há hốc kinh ngạc học hỏi. Anh Phil lên Facebook đầy, hãy lấy cái đó làm tin các video, đọc comment nữa hài lòng. Tôi đang làm đó các bạn. Mua hàng rồi miễn trả lại, đó là truyền thống của dân tộc Việt. Chắc chưa xem video của Phil Đồng. chắc chưa. Không, nhiều khi quay rồi nó họ cũng tin tôi. Nhiều khi bác sĩ quay rồi cũng tin tôi. Đây các bạn ghi này, chắc chưa coi video của Phil Đồng. Quá tội nghiệp, mới bác sĩ làm bài tập trước khi mua VinFast. Bác sĩ có cơm tháng ăn rồi. Có chừng bắt đó nha. Có chừng bắt đó. Mua xe VF8 sao giống như tập tành chơi game. Nói thật tôi không biết chơi game nên thấy vậy hơi sợ. Bác sĩ ơi, vẫn còn may mắn là chế độ tự thiêu chưa hoạt động. Đây, phải tôi đọc bậy đó nha. Khán giả bình luận nha, khán giả bình luận, nhưng mà khán giả bình luận tầm bậy, khán giả chịu trách nhiệm, tôi chỉ đọc thôi. Chúc mừng xe VinFast hư hoài nha. Vui thiệt. Xe VinFast chỉ là cách vườn chuyển tiền ra nước ngoài thôi, còn lắp ráp xe cho có, nhà nước không dám đụng vượng đâu. Chỉ cần nó bệnh nặng là nhiều fan hàng ngoẹo theo nó. Làm vụ này tới lũ em trai, nói tôi như vậy. Toàn người không hiểu gì về xe mới mua VinFast. Trùm vu khống chuột đồng. Tôi có vu khống gì đâu. Bạn nói tôi vu khống các bạn. Tôi đưa bằng chứng rõ ràng vậy, bạn nói tôi vu khống. Tần Nguyễn đâu rồi? Mua VinFast trở về thành yêu nước chứ đừng chạy mẹt của Mỹ. Nè. Còn một số bình luận nó tựa như vậy thôi, tôi không đọc làm chi. Cảm ơn các bạn nha. Bây giờ các bạn ai thích mua VinFast thì cứ mua. Tùy nhé. Cái xe như vậy, vậy mà các YouTuber dơ bên Mỹ ngày đêm nó quảng cáo xe VinFast mà từ sáng tới trưa đến tối đến khuya luôn. Tại vì VinFast đưa cái xe free cho nó, gọi là fresh car, và tháng trả được mấy trăm đô, thế là chúng nó trâu đầu nhau, chúng nó nói VinFast mà từ sáng tới khuya luôn. hại người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chào các bạn nha. Bye bye.